ghế đơn gợi ý về hiệu xuất ẩn trong thân xe SUV của Ariya. Có vẻ như Nissan thực sự muốn thúc đẩy Ariya 2023 sắp tới vì có một số tiềm năng về hiệu suất tiềm ẩn. Như vậy, nhà sản xuất có trụ sở tại Yokohama đã trình làng Ariya Single Seater Concept. Nó cũng có khả năng là một gợi ý về những gì chúng ta nên mong đợi từ chiếc xe Formula E Gen 3 sắp ra mắt của Nissan. Đại lộ hiệu suất tương lai cho Nissan EVS trong khi Ariya chính thức được công bố tại Mỹ ngay trước LA Auto Show. Ariya Single Seater Concept đã được tiết lộ trong sự kiện Nissan Future như một ứng dụng tiềm năng khác của hệ thống truyền động của Ariya. Sự kiện tương tự cũng cho thấy hướng Nissan dự kiến sẽ trở thành một nhà sản xuất xe điện trưng bày một số bản kết xuất xe ý tưởng. Alfonso Albaiza, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thiết kế toàn cầu của Nissan cho biết, khi chúng tôi bắt đầu định hình tầm nhìn dài hạn cho Nissan Ambition 2030. Chúng tôi tiếp tục xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế của chủ nghĩa vị lai Nhật Bản vượt thời gian của mình. Tránh xa nghĩa là chạy nhanh và dễ dàng, và xô có nghĩa là bay bổng với sức mạnh và sự duyên dáng. Ariya Single Seater Concept là sự thể hiện hoàn hảo của ngôn ngữ mới này. Việc tận dụng hệ thống truyền động EV của Ariya trong một gói lấy cảm hứng từ đua xe thể thao đã cho phép đội quốc tế của chúng tôi nắm bắt cảm giác mới này về tốc độ, công nghệ và tính nghệ thuật. Những gì nó chia sẻ với Ariya ghế đơn là sự kết hợp giữa các dấu hiệu thiết kế của Ariya và xe Formula E của Nissan, tất cả được trộn lẫn vào một gói hiệu suất cao. Mũi của ghế đơn có hình chữ V, được chiếu sáng tạo thành mũi và cánh phía trước, trong khi hai bên được lấy cảm hứng từ bề mặt chất lỏng và hiệu quả của Ariya. Chỉ bằng sợi carbon và bổ sung các nắp thân bánh sau. Rõ ràng là họ không muốn thay lốp xe, giống như chiếc xe công thức E của họ thì không. Nó cũng có các bánh xe khí động học trông tương tự như chiếc Ariya SUV sản xuất nhưng với các vết dạn của xe đua. Theo Nissan, cả ghế đơn và Ariya đều trông giống như được tạo hình bởi chính không khí. Nó cũng được trang bị động cơ phía trước và phía sau tương tự như chiếc SUV sản xuất. Một chiếc xe đua thực sự tiềm năng. Nissan đã gợi ý rằng khái niệm này có thể được sử dụng như một khung gầm xe đua một chỗ ngồi đặt riêng. Đây không phải là loạt sản phẩm ghế đơn đầu tiên cho Nissan và NISMO. Nếu xét đến Nissan Micra Cup, nhưng đây sẽ là loạt xe một chỗ ngồi đầu tiên của Nissan với sự hỗ trợ đầy đủ của nhà sản xuất. Đối với World Series của Nissan, công ty chỉ cung cấp động cơ đầu tiên là SA20DEE4, sau đó là VQ30DEV6 và cuối cùng là VQ35DEV6 trước khi chuyển sang GTEC 3,4 lít V8 vào năm 2012. Nó sẽ làm đối với một chiếc xe đua một chỗ ngồi thú vị. Xem xét nó sẽ là AWD. Nó cũng khiến chúng tôi tự hỏi liệu nó có bỏ phanh sau giống như chiếc xe FIA Formula E Gen 3 sắp ra mắt hay không. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.